chị đã đến với Grand Palace để cùng đến với Neo Liên Việt Nam 2024. Vâng ạ, có lẽ như từ sáng đến giờ thì các chị và các bạn cũng có cơ hội chúng ta tham quan và trải nghiệm các khu vực trưng bày cũng như là các khu vực mà chúng tôi giới thiệu đến cho các chị những thương hiệu về nail đẳng cấp trong nước và quốc tế để giới thiệu đến các chị nhiều hơn nữa những dịch vụ mới, những xu hướng mới trong ngành làm đẹp về nail. Và trong buổi sáng ngày hôm nay đã là ngày thi đấu thứ hai của các thí sinh, và các thí sinh của chúng ta với phần dự thi chắc chắn là sẽ mang đến những giây phút vô cùng hồi hộp và hấp dẫn trong buổi chiều ngày hôm nay khi chúng ta đến với phần công bố những người chiến thắng của Neolympia. Còn trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sự sáng tạo đến từ các Grand Master Nail. Và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những phần biểu diễn rất là tuyệt vời đến từ các Grand Master Nail tại các khu phía bên dưới và những phần quà tặng đến từ ban tổ chức. Và ngày hôm nay cũng sẽ là các Grand Master Nail nữa để có thể chia sẻ cho tất cả các chị những kỹ thuật cũng như là những xu hướng làm đẹp mới nhất để chúng ta cùng nhau nâng cao nữa những kỹ thuật của mình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì ngay bây giờ Hồng Hạnh xin mời các anh chị sẽ đến với một Grand Master Nail với một cái tên mà mình tin là trong giới làm đẹp về nail ai cũng biết. Anh chàng này không chỉ là một Grand Master Nail chuyên nghiệp mà còn là một KOL đình đám trên TikTok với lượt follow là 2,1 triệu người và gần 45 triệu lượt view, lượt thích trên các clip TikTok của mình. Và đây là Grand Master Nail nào? Không phải, thưa các chị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón trên sân khấu này Grand Master Nail Lê Đại Phát. Buổi sáng ngày hôm nay thì các thí sinh đang thi đấu phía bên dưới, Hạnh nhận thấy là các cũng có mặt trong chương trình của chúng ta từ sáng đến giờ, thì bạn có cảm nhận như thế nào về nail media cũng như là không khí của các thí sinh của các khách mời trong buổi sáng ngày hôm nay? Và ngày hôm nay thì khi đến với Neolympia và trên sân khấu này, bạn sẽ mang những điều gì bất ngờ để cho quý vị khán giả theo dõi chương trình của ta? Thì em đang đến cuộc thi này có chia sẻ cho mọi người một kỹ thuật vẽ chân dung màu nước. Thì trước giờ là mọi người cứ nghĩ là vẽ chân dung trên bóng nó rất là lâu hơn, mà hôm nay em sẽ chia sẻ kỹ thuật vẽ lâu hơn tí. Nói dạng này em sẽ chia sẻ vẽ chân dung trong vòng 15 đến 20 phút thôi. Thì Grand Master Lê Đại Phát sẽ chia sẻ kỹ thuật vẽ chân dung trên móng nhưng mà nhanh hơn và kỹ thuật như thế nào, thì bây giờ mà xin mời các bạn và các chị chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của Grand Master Lê Đại Phát. Và ở phần này thì chúng ta cũng sẽ có hỗ trợ bạn có cần Hồng Hạnh giúp bạn không nào không ta? Không. Rồi, à đang livestream quý vị, dạ đang livestream. Không biết được. Dạ. Cho em hỏi là anh em có dính vào cái phần kỹ thuật trên đây đúng không ạ? Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ, trong lúc Lê Đại Phát trình diễn phần kỹ thuật này thì nếu mà các anh chị chúng ta có bất cứ câu hỏi nào muốn giao lưu một cái là được, cái nói được không? Hoặc là sẽ truyền micro lên để các chị cùng chia sẻ cùng giao lưu, cũng là đặt những câu hỏi cũng như là đặt những câu hỏi dành cho bạn khác ngày hôm nay nhé. So ladies and gentlemen, right now on the stage is the performance of talented grandmaster Lê Đại Phát. So he's been here to perform
He also the pioneers in Vietnam shaping trend in style for the people train. So he will perform a little bit right now. And as well in Vietnam, Linh also a very well-known TikToker, which he has 2.1 million followers, 45 million subscribers, loves and likes and views on his TikTok channel. And also, he also right now doing the live streaming on his Facebook and TikTok channel. So I will say hi to the audience watching via the online platform. Xin chào các bạn đang theo dõi trên TikTok nha. Các bạn fan ơi, các bạn đang theo dõi hoặc là xin chào các bạn. Các bạn ơi, bạn nào đang theo dõi trên TikTok livestream ngày hôm nay của Lê Đại Phát thì chúng ta thải thật nhiều team mai cũng như là có thời gian thì chúng ta đến với Grand Palace để cùng theo dõi chương trình như là tham dự trực tiếp ngày hôm nay tại Grand Palace quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh một chút xíu để các anh chị có thể theo dõi phần livestream này rõ hơn. Xoay cái bàn qua. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh chút xíu. Dạ, nhờ bộ phận phải tổ chức hỗ trợ giúp. Dạ. Rồi, để đảm bảo là không anh đợi cái ghế qua đây luôn. Cách chi tiết nhất thì anh giúp xin biết là sắp xếp lại khu vực biểu diễn trên sân khấu. Dạ, ở đây chỉ là anh chị thấy rõ không? Dạ, phía bên dưới này có ai là những người bạn đồng nghiệp của khác cũng như là đang làm việc cùng hay là fan hay là học trò đi đang công tác để làm việc cùng hệ thống cùng nơi với bác không ạ? Có ai không ạ? À, ở những người bên dưới và chi tiết các bạn sẽ xuống dưới để giao lưu với gia đình của mình. Giới thiệu sử dụng này cái nào đầu tiên như nào rồi chưa? Bộ phận máy của mình sẵn sàng đã ra rồi, ổn định rồi. Xin mời ạ. Thì mấy cái sẽ vẽ kỹ thuật màu nước ha. Không biết mọi người có thấy được không? Thấy được cái món mẫu màu trắng. Mọi người thấy rõ được không ạ? Rồi đầu tiên thì bác sẽ phát thảo cái khuôn trước ha. Thì cái khuôn mình có thể đi làm sao trong vòng khoảng 1 đến 2 phút. Rồi sau đó còn lại là mình lên màu thôi. Thì lên màu mấy tiếng là xong ha. Không sao, là chúng ta có cả ngày ở đây các rất thoải mái khi nào mà nó còn đẹp nhất. Được. Thì chúng ta sẽ thoát hết khỏi sân khấu này. Yeah. Đang có rất là nhiều khán giả, không chỉ là khán giả đang có mặt tại Grand Palace ngày hôm nay mà còn các khán giả đang theo dõi qua các kênh TikTok, kênh Facebook. Các bạn ơi, các bạn đang theo dõi thì chúng ta thả được nhiều like, tin và tương tác cũng như là kêu gọi bạn bè của mình hoặc là nếu mà có thời gian trong ngày hôm nay có thể đến với Grand Palace Cộng Hòa để cùng đến với các phần giao lưu, các phần chia sẻ trực tiếp từ các Grand Palace các bạn nhé. Yeah.
cái phần sinh viên từ Kagami là có thấy rõ cái phần mà khách mong muốn chờ. Thì camera đúng là phải có camera ở đây rồi, mình thấy. À, gần hơn, anh đang có thể bố trí thêm camera gần hơn để tại chia sẻ cái kỹ thuật của mình hơn xa, cho nên cái nét nó mình mạnh, nên khó thấy ạ. Dạ. Nhờ bộ phận camera hỗ trợ giúp cho phần trình diễn này ạ. À. Xem trực tiếp mẹ đang ngồi ở đây thấy chứ là anh nói mọi người có thể vào trang bay xe xem sẽ thấy rõ hơn tại đang chìm từ từ vậy đâu có chiếu đâu nào. Dạ, mọi người đang nhau vẫn đang thực lập thì các thể hiện em ngồi nhìn xong thì em nghiêng người đây xíu xong em lắc cái mắt nghiêng qua hướng này chịu khó mình lẹo người xíu mới thấy được nhưng giờ nó thấy một ngàn không cũng thấy luôn thấy được chỉ có trên trên live thì thấy không thấy được chút còn giờ thấy cái dáng em ngồi thấy cái dáng đẹp đẹp lắm mình thấy ngồi vậy. Giờ nói mọi người vô trang bay coi trực tiếp. Máy like là máy nào đi? Đây nè. Máy like máy cái máy đèn like. Nào đây đây nè, like thì thấy. Tên vô trang thì thấy. Dạ rồi, bây giờ thì chắc là vì bộ phận gì đấy nhờ mọi người đang cầm cái like phía sau này. Sau lưng nhìn tới thì nó đẹp hơn. Còn cái góc này cho nó chỉnh lại. Chỉnh diễn không thể là xin sẽ quay góc này. Đó, anh cần bao nhiêu? Ok, em hiểu rồi. À, chắc là bộ phận đây tổ chức cho mình có một bạn DJ nào có thể hỗ trợ. Rồi, bây giờ thì anh thấy là bạn Phát đang có ở trên cái ô màu của mình là khoảng 8 màu đúng không ạ? 8 màu. Hôm nay bạn sẽ vẽ chân dung của một cô gái có hai cái hình thế bên luôn ạ. Đây, họ sẽ mời cho bạn xem đây. Đây là chân dung mà Phát sẽ bắt thẳng và vẽ lên trên cái móng mẫu này. Đây. Dạ. Để một xíu nha, một chút xíu điều chỉnh nữa để mọi người nhìn rõ hơn. Đó. Đúng rồi. Rồi, như vậy được chưa? Rồi em thử xoay qua đó xíu đi. Để cái góc về em hơi vuông đi xíu. Không thấy bài này. Bỏ ra cái con gì lồi hết. Dạ. Sao á? Rồi. Camera đây. Quay. Mọi người xem rõ luôn. Dạ. Bây giờ mọi người tất cả mọi người xem cái hình ảnh này tạm xíu nữa khi mà Phát hoàn thành các phần trình diễn của mình thì Phát sẽ chia sẻ kỹ hơn cũng như là mang cái bó mỏng này xuống để mọi người đến đứng gần hơn và nhìn thấy được những cái đường nét hơn. Để rồi. À, có nghĩa là bây giờ một cái cách tránh hơn nữa là mình sẽ xem trên trang Olympia TikTok hay là Facebook mà các bạn đang xem này. Facebook là mình đang có camera đây để theo dõi.
Facebook nha các chị ơi, các bạn ơi. Rồi, các bạn hãy vừa chia sẻ vừa chia sẻ cho mọi người hiểu rõ được cái cách làm của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ dựng khuôn trước ra để mình thả khuôn trước, sau đó mình thả màu lên nữa. Ở đây thì các bạn phát thảo dựng cái khuôn trước đây, một cái những đường nét rất là thẳng. Người đang lên Facebook rồi đúng không ạ? Đang theo dõi trên Facebook đúng không ạ? 45 minutes. Đúng là coi nó sớm các cái bạn ha, với một cái đường họ rất là mỏng, rất là nhuyễn như thế này mà phát chỉ vừa đi nhẹ vài đường cọ thôi thì đã thấy là một cái gương mặt chứ lượng của đường phát thảo lên trên cái sheet nail nhã này rồi. Thì ở đây thì nếu mà các bạn đang theo dõi qua Facebook thì sẽ thấy rất là nét. Phát đang nhẹ đang chung của mình mình sống một mét nào mình nghiêng qua một cái. Đúng là qua bàn tay của Grand Master khác với chỉ có 5 phút trôi qua thôi mà một cái gương mặt khác hẳn với đôi mắt thần của gương mặt này bắt đầu phản hiện lên trên bức tranh này rồi. Rất là nhanh, tôi cảm giác như là rất là mọi chuyện rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Và với những người mà như một mình chẳng hạn là rất là kiến và vui vẻ thì chắc chắn là đây là một cái công việc mà mình nghĩ là mất cả ngày mà mình sẽ chưa thể nào làm ra được. Ngay bây giờ thì các đang thực hiện cái bước là lên màu cho chân dung của cô gái.
nhận thì ở đây thì mọi người thấy rõ nét rồi đúng không ạ? Dạ, yeah. Ở đây thì là đường là 1 phần 3 cái phần hoàn thành của mình chưa khách? Mới 1 phần 10. À, 1 phần 10 thôi. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy rõ không? Để mình cầm đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục nhấn lại mắt cho nó rõ lại. Là nhà bạn để chúng ta xin thêm một cái ghế để cho bạn đi xin ngồi xuống để mọi người theo dõi mình nét rõ hơn. Dạ, cho em xin một cái ghế. Dạ. Thì sẽ đạt được cái mức độ giống như thế nào, bao nhiêu
10 so với bức tranh mẫu. Và các bạn ơi, sau khi mà mình theo dõi phần trình diễn này của Grandmaster Lê Đại Phát thì chúng ta cũng sẽ có những phần quà đến từ ban tổ chức. Và vì vậy các bạn hãy chăm chú theo dõi thật là kỹ, và mình sẽ mời các bạn cùng tham gia vào phần mini game để chúng ta trả lời câu hỏi và nhận về những phần quà của ban tổ chức nhé. Sau khi đi xong mắt mẫu nguyện thì bây giờ mình sẽ mang những vị trí xung quanh thôi. Lâu mình phải cao lên cái nha. Mọi người có thấy giống thấy là người giống giống rồi đó. Với bộ môn vẽ tranh trên phim trên móng như thế này thì không biết là chúng ta có cần phải là một người họa sĩ vẽ thật giỏi trước khi mà chúng ta học bộ môn này không hay khác? Đối với vẽ thì mình chỉ cần luyện tập thôi là dần dần sẽ dễ được. Và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta ngày hôm nay là Neolimpia Việt Nam, ngày thứ hai cũng là ngày cuối cùng. À, các bạn chúng ta đang theo dõi phần trình diễn của Grandmaster Neo để phát trên sân khấu qua các kênh online Facebook, TikTok. Chúng ta cũng có thể chia sẻ thông tin này đến với nhiều người hơn nữa, để các bạn có thể đến với Grand Palace Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đến với những phần trình diễn ngày hôm nay trong xuyên suốt chương trình. Và ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng mà các thí sinh chúng ta dự thi các phần thi. Và trong buổi trình ngày hôm nay sẽ là phần công bố kết quả. Chúng tôi cũng sẽ rất hân hoan cũng như là vui mừng chờ đón kết quả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm ra những người chiến thắng của Neolimpia năm 2024. Và đừng quên là chúng ta cũng sẽ có những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ các đơn vị tài trợ, các đơn vị đồng hành của cuộc thi dành tặng cho các bạn khi các bạn đến tham gia Neolimpia. Vì vậy đừng bỏ qua cơ hội để nhận về cho mình những phần quà này khi tham gia cùng với chương trình. Và ít phút nữa sau phần trình diễn của Grandmaster Lê Đại Phát, chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi để mời tất cả các bạn, các quý vị đang có mặt trong khán phòng nhận về những phần quà để ban tổ chức các chị nhé. Tới đây thì thầm mẫu thầm nói đã hiện ra rất là rõ, không qua đôi mắt đúng không ạ? Đối với kỹ thuật này, mọi người cần tập trung đi cái khung rồi mình nhấn mắt mẫu nguyện. Quan trọng vẫn là cái khung ha, khung nó chuẩn rồi thì mình chỉ cần loan xa màu thôi vẫn ra được cái hình thái của hình dung. Thì tới cái bước này rồi á, mọi người có thể đi những cái vị trí khác ha, đó mình hoàn thiện cũng được. Còn trường hợp nếu mình muốn nó kỹ hơn nữa thì mình vẫn có thể lan màu thêm ha. Những cái kiểu vẽ này mình có thể áp dụng cho salon cũng được, nhưng mà mình phải luyện cái khung tới khi nào mà nó chuẩn thì mình lên salon nó sẽ đẹp hơn.
Và so sánh với phần trình diễn trên sân khấu hiện tại thì các thí sinh tại khu vực thi Namibia 2024 chúng ta vẫn đang thực hiện phần dự thi trong ngày thi đấu suốt ngày hôm nay với hạng mục thi và dự thi xuất khấu. Và chỉ còn 30 phút nữa thì các thí sinh sẽ hoàn tất phần dự thi xuất khấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn khu vực sân khấu chúng ta đang đến với phần trình diễn của Trang National với đại khách. Thank you.
chúng ta đã chia sẻ thì với một cái chân dung này các chị thực hiện đâu đó khoảng 20 phút để là có 20 phút vừa qua thì chương trình chúng ta gần như là gần hoàn thiện rồi, rất là nhanh đúng không ạ? Sáu ạ. Bên em á hả? Thank you.
dùng trắng cho mình nhấn nhá rồi nha, cho nó đỏ. Xong ha, bây giờ bác sẽ sơn bóng để hoàn thiện nó. Wow. Vậy em xin mượn chai tóc gel. Các anh giúp từ dưới là chai tóc gel đúng không? Dạ, bộ phận cho các chiếc phụ trợ nè. Rồi, lên liền, lên liền. Wow, tới đây thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn xem là hình mẫu của trên cái món thì đương nhiên là chính kiểu người cô gái mà tạm gọi là cô gái hoa hồng xanh rất là đẹp. Rồi nay mình một cái món lên nữa thì về cơ bản này thì chiếc mọc với chân dung cô gái hoa hồng xanh này trong món bạn chỉ phải 20-25 phút. Rất là đẹp. Đây. Để cho một chiếc tốt nhớ tặng cái đèn nha. Cái đèn xinh. Đây, soi tới kia luôn. Ngon. Phát giờ hoàn thành xong phần chia sẻ cái đọc về chân dung màu nước ha. Rất là đẹp rồi, bây giờ chắc là nhờ Phát hay là nhờ bạn cầm để chắc là chút xíu mình sẽ cầm xuống để các bạn xem tế đẹp hơn. Mời Phát mình bước ra phía trước một chút xíu để cùng giao lưu với các bạn khán giả cũng như là chúng ta có những cái phần quà tặng cho những bạn nãy giờ theo dõi phần trình diễn của Phát trên sân khấu này. Nãy giờ mình thấy là Phát vừa thực hiện cũng vừa chia sẻ là những cái kỹ thuật mình làm, thì với cái kỹ thuật vẽ chân dung trên bóng như thế này thì trong số rất là nhiều những cái tip em cầm quay luôn đúng không ạ? Bây giờ Hồng Hạnh nhờ Phát sẽ đặt ra hai câu hỏi để các bạn có thể trả lời xem là các bạn có chăm chú theo dõi Phát hay không và nhận được hai phần quà thì bạn phải chết cái này. Dạ xin mời Phát hai câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên gửi cho mọi người là trong môn vẽ chân dung thì bước nào là bước quan trọng nhất? Rồi, dạ đây chị áo đen, áo khoác đen có sọc trắng đây là đưa tay nhanh nhất vì em xuống đây nha. Rồi khoác đứng vào đó, đưa tay để nhờ chị. Dạ đây, chị ơi, câu trả lời của mình là gì ạ? Là 15 mm. Đúng không ạ? Vẽ khuôn hoàn toàn chính xác, vẽ chân dung, vẽ khuôn dưỡng cực khuôn là chúng ta sẽ vẽ những cái phần màu rất là nhanh đúng không ạ? Lùi màn hình LED, hết cao đào, hết mù. Để... Vẽ tạm chí phần vàng, dạ còn cái bộ câu nữa ạ?
câu hỏi ngay là giữa bẻ mắt với bẻ mũi, bẻ môi thì sẽ nào khó nhất? Thôi bây giờ khác chọn nha, khác chọn đặt nào thì mình trả lời. Vâng, đến biết ba đi, đưa tay nhanh hơn mình sẵn. À, đã đen thì hả rồi. Dạ là bẻ mắt. Bẻ mắt. Bẻ ba cái đều khó. Chưa chính xác rồi, thêm một câu hỏi, đổi thêm một câu hỏi phụ nữa. Vậy là chưa được nhận quà. Thì bây giờ còn số 3 ha, thì bẻ một nữa. Thì có được làm qua không? Cho luôn. Cho tặng bài luôn. Bài cho bây giờ con tiếp theo. Câu hỏi số 3 là khi mình bẻ màu nước thì mình lay màu nhạt trước hay màu đậm trước? Màu nào trước? Màu nào trước ạ? À? Ai các ơi? Hãy chọn này. Chị giờ chị đây đi ha, chị ở miếng nha. Rồi xin mời chị. Bẻ lay màu đậm trước. Sao chị? Dạ bẻ màu đậm trước. À mình đậm rồi mình lay cho đậm luôn hay sao? Thế là mình lay màu đậm hay màu nhạt chứ? Đậm xong rồi lay nhạt. Dạ đúng rồi. Dạ chính xác, xin gửi tặng chị một phần quà từ ban tổ chức chương trình. Dạ rồi, như vậy là chúng ta có 3 câu hỏi đến từ Grandmaster Liên Đại Phát dành tặng 3 phần quà. Hôm nay xin lời mời các bạn cùng nhận được quà mình lên sân khấu cho mọi người các bạn lưu niệm cùng với Grandmaster Liên Đại Phát. Các bạn xin mời bạn. Dạ mình cầm phần quà luôn ạ. Chị ơi em mời chị ra mình cầm phần quà lên cho bạn cùng tắm cùng với chúng khác. Để lưu giữ lại những gì ngày hôm nay đến với chương trình ạ. Xin mời ạ. Dạ rồi. Xin mời chị. Dạ. Rất là đẹp. Xin cảm ơn. Rồi, bây giờ thì trên sân khấu sẽ trả lại không gian để chúng ta cùng đến với những phần chia sẻ khác đến từ các nhà tài trợ như là nhà đồng hành của Dalivia Việt Nam 2024. Nếu như ngày hôm qua khi mà các chị đến với Dalivia Việt Nam 2024, chúng ta đã lắng nghe một phần chia sẻ đến từ các đơn vị tổ chức như là IC, đơn vị về tư vấn cũng như là hỗ trợ cho các anh chị thực hiện được.